Theo dự báo mới công bố của ngân hàng Standard Chartered thì năm nay GDP Việt Nam có thể tăng được 6% nhờ các nỗ lực trong tái cấu trúc kinh tế. Như vậy thì dự báo này đã cao hơn với mức 5,8% trong dự báo gần nhất của chính Standard Chartered. Trong buổi thuyết trình về báo cáo nghiên cứu kinh tế toàn cầu mới diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 1, Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm nay có thể tăng mạnh hơn khoảng 6% so với năm 2014. Tuy mức tăng này thấp hơn mục tiêu của Việt Nam là 6,2%, nhưng tổ chức tài chính này vẫn khẳng định, nếu tính bình quân những năm qua, thì mức tăng này xem ra là ổn định và cao hơn mức bình quân trong khu vực Đông Nam Á. Giải thích cho nhận định này, bà Betty Ruiwan, chuyên gia kinh tế phụ trách nghiên cứu khu vực Đông Nam Á, cho rằng, đúng là kinh tế vĩ mô Việt Nam đang cải thiện dần. FDI và xuất khẩu sẽ còn tăng mạnh, nhưng với nhiều khó khăn vẫn chưa còn được xử lý hết từ hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và thị trường bất động sản. Thật ra, dự báo GDP Việt Nam tăng 6% trong năm nay, theo chúng tôi là khá lạc quan so với mức bình quân chỉ khoảng 5% trong mấy năm qua. Và chúng tôi dựa vào sự tăng tốc của GDP Việt Nam để có thể đưa ra dự báo này, tức là có cả năm 2015. Tất nhiên, chúng tôi không thể nào loại trừ được hết một số rủi ro có thể tác động đến dự báo này. Điều này còn tùy thuộc vào các động thái điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ Việt Nam. Đại diện Standard Chartered cũng nhận định giá dầu thấp tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam kiềm chế lạm phát và ngân hàng nhà nước thì có thêm dư địa để giảm lãi suất tái cấp vốn thêm 0,5 điểm phần trăm nữa để tăng cường bơm vốn cho nền kinh tế.